các bạn thay cái dắt sạc hay là cái chân sạc các bạn của tai nghe Bluetooth tại nhà nha các bạn. Còn nó ở nhà mình tự thay nha, đúng không các bạn, mà khéo tay một tí nha các bạn. Cái kỹ năng này á mình đã thay trong một số cái chân sạc bên main board điện thoại di động các bạn. Thì hôm nay cái cách làm này cũng tương tự các bạn, nó không có gì khó nha các bạn. Trước tiên nếu mình nói sơ qua cái hiện tượng mà cái cục sạc, các bạn nhìn thấy sạc cái cắm sạc vô các bạn, nó không báo đèn gì hết nha các bạn, đèn led nè. Ở trên mainboard của cái tai nghe Bluetooth có led nha các bạn. Các bạn cắm vô nó không có báo đèn led nào các bạn. Lỡ bạn đau điện áp báo ra các bạn. Không có, cái điện áp là 5V DC nè các bạn, ngay chỗ chân hai chân bìa nè các bạn. Hai chân bìa này không có nha các bạn. Là các bạn cái jack sạc nó mình lỏng các bạn. Mình cắm jack sạc vô á, cáp USB vô đầu, cáp USB vô các bạn lắc lắc qua lắc lại á, nó mới tiếp xúc á, là đa phần nó bị hư cái này nha các bạn, hư cái jack sạc này. Rất nhiều lỗi nha các bạn. Rồi trường hợp mà nó bị vô nước các bạn, vô nước rồi oxy hóa nè các bạn, oxy hóa ra ten này nè. Nó làm mấy cái nó làm cho các bạn cắm vô khó, nó không tiếp xúc chân á là nó cũng không sạc được nha các bạn. Còn nhiều trường hợp á các bạn lấy cái cáp nè các bạn. Ở đây mình có hai cáp nha các bạn. Cái cáp này tại vì cái jack sạc này là micro USB. Có một cái loại cáp nữa là dùng lightning nha các bạn. Mấy cái đặc biệt là mấy cái hộp sạc á, hộp sạc tai nghe Bluetooth á. Như AirPods á hoặc là mấy cái hộp sạc của mấy Trung Quốc mà nhái của hãng Apple á, nó dùng cái cáp lightning nè các bạn. Dùng cáp lightning ha, thì mình có hai đầu sạc. Còn bình thường á mình đa phần á là trên thị trường á là nó có cái đầu sạc micro USB nha các bạn. Thì nó sử dụng hai tiêu chuẩn này nha, một là cáp micro USB, hai là cáp lightning để sạc cho cái tai nghe Bluetooth nha các bạn. Hoặc là cái hộp sạc á. Các bạn khi các bạn cắm vô nhiều bạn á, các bạn cắm vô sau một thời gian các bạn cắm vô, cắm mạnh vô á, nó bị lút vô trong nha các bạn. Cái jack sạc này nè, nó bị gãy chân nha, gãy chân bị lút vô trong luôn. Rồi, bắt buộc á chúng ta phải thay cái jack sạc này nha các bạn. Sau đây mình sẽ tiến hành thay jack sạc này nha các bạn. Ở đây á có 4 dây nha các bạn. 2 dây là dây cộng trừ của cái tai nghe nè các bạn. Và cái dây 2 dây pin ha. Các bạn xả hết chân ra cho mình nha các bạn. Rồi, ra hết rồi nha các bạn. Đây là cái tai nghe nha các bạn. Cái loa. Rồi các bạn làm tương tự với cái pin, cục pin luôn nha các bạn. Đây. Các bạn tháo ra rồi nha các bạn. Vậy là mình sẽ thay cái chân sạc này nha các bạn. Chân sạc này hư ha, cắm vô nó không ăn điện nha các bạn. Ở đây á, các bạn có thể mua chân sạc ngoài nha các bạn. Hoặc là các bạn tận dụng cái mấy bộ sạc điện thoại di động á, coi cái nào chân sạc vừa á, thì các bạn thay vô luôn nha. Cái mấy chân sạc này á, bên ngoài nó bán khoảng chừng 5-10 ngàn cái nha các bạn. Cái gì các bạn tháo cái chân sạc này ra nè, rồi các bạn đem ra ngoài cửa hàng bán linh kiện điện thoại di động á, rồi các bạn mua về ha. Maximum khoảng chừng 10 ngàn cái nha các bạn. Bình thường mình mua tầm khoảng 5 ngàn này nha các bạn. Cái này tùy loại chân sạc nha. Rồi, trước tiên mình sẽ lấy mở hàng các bạn. Mở hàng như thông á. Các bạn cho một ít vô đây nha các bạn. Cái chân các bạn, chân chì á. Xung quanh là các bạn cho hết nha các bạn. Cho vô thông vô nha. Cho nó dễ hàng, nó dễ nó lấy các bạn, với lại nó khó bị đứt chân nha các bạn.
Nhưng các bạn, cái điều lưu ý cho các bạn là các bạn phải hàng á, cái nhiệt độ kho phải đủ làm chỉ duy trì nha các bạn. Chứ thôi các bạn mà để nhiệt yếu quá, nó các bạn dở lên nó đứng chân nha các bạn, là xong nha các bạn. Cho nhiệt thông xung quanh ha. Rồi sau đây mình sẽ dùng một cái kẹp bo. Rồi các bạn chú ý nha các bạn. Các bạn để vị trí kẹp bo sao cho nó không bị chạm hai cái nút này các bạn. Ở đây có hai mấy cái nút ok giúp nha. Nút volume down, up volume down nè. Rồi để mình đã giữ vị trí kẹp cho nó ổn nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Mình kẹp ngay vị trí giữa nha các bạn. Nó không có ảnh hưởng đến linh kiện nha các bạn. Rồi các bạn, kẹp á các bạn đẩy cái này nè. Để cái núm giữ nè các bạn, để nhẹ thôi nha. Đừng có siết chặt quá. Để vừa cho nó giữ chặt sơ thôi các bạn. Nó lắc được nè các bạn. Chứ các bạn đừng có kẹp chặt quá hay đẩy vô sâu quá là nó bị cong bo, nó ảnh hưởng đến linh kiện nha các bạn. Mình kẹp nhẹ cho mình thôi nha. Nè, nó còn lắc nè các bạn, lắc được nha. Cái nút vẫn còn bấm được nha các bạn. Nó không ảnh hưởng, không bị chạm nha các bạn. Rồi sau đây trước tiên cũng khó, các bạn lấy cho mình một cái siêu nha. Cái miếng nhôm này để che lại nha các bạn. Che để mà che bảo vệ cái nút này nè các bạn, để nhiệt tác động nhiệt nó khỏi bị quéo cái nhựa, phần nhựa này nha. Mình sẽ che lại. Dọc lại được nha các bạn. Mình che lại cái phần nút volume nó up nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ bật kho lên. Các bạn chờ cho kho nóng một chút xíu nha các bạn. Ở đây mình set cái nhiệt độ của mình á là khoảng 425 độ nha các bạn. Rồi các bạn chờ cho nó nóng một xíu là các bạn khò nha các bạn. Các bạn tiến hành khò, các bạn tháo cái giắc sạc này ra nha các bạn. Rồi các bạn thay cái giắc sạc mới vô nha. Các bạn tiến hành thay giắc sạc mới vô cho mình nha. Nó nóng rồi các bạn. Các bạn tiến hành khò ha. Các bạn đảo đều tay nha các bạn. Nhớ đừng chạm cái phần nhựa này nha. Lấy cái siêu các bạn che lại. Đảo đều tay. Đảo liên tục nha các bạn. Các bạn khò nóng một xíu á các bạn. Nhớ các bạn lấy cái nhíp á các bạn đá chân nha. Chạm chạm cái nhít cái đuôi chân sạc ơi, coi nó chảy ra chưa. Nó chảy là ok nha các bạn. Nó chảy mình mới gấp được nha, còn cái nó còn cứng quá tuyệt đối là các bạn không được gấp nha. Khò đều. Nhớ nha bạn, tranh thủ lấy cái nhíp các bạn để đẩy lên nha. Rồi xong rồi nè các bạn. Rất nhanh nha các bạn. Cấp ra lấy được rồi nha các bạn. Bốc khói luôn nè các bạn ơi. Các bạn thấy không? Nước sạc mình mới lấy ra nha các bạn. Ok nha các bạn. Lấy rất nhanh nha các bạn. Rồi, mình sẽ gấp cái siêu ra. Rồi các bạn thấy không? Cái chân chì vẫn ok nha các bạn. Không bị đứt chân, không bị hư hỏng gì nha. Cái nút bấm nè. Ok nha, nãy ok nha các bạn. Cái trường hợp mà các bạn nhìn thấy cái chân chì nè các bạn, nó cái lớp chì nó bám đồng đều nhau á là ok, không cần phải ấy nha các bạn. Không có các bạn si chì, còn nếu mà trường hợp các bạn muốn ấy là các bạn cứ si chì cho mình nha. Si chì á, tại vì chì các bạn si ít thôi, chứ các bạn si nhiều quá nó sợ cái chân linh kiện các bạn, cái chân của cái
giắc sạc á, nó nhỏ á, nó chạm chân nha các bạn. Nếu các bạn si vừa phải nha các bạn. Nếu các bạn tới chân ở đây nó đẹp rồi nha các bạn, đẹp là ok ha. Các bạn khỏi cần phải si chì nha các bạn. Đây là cái giắc sạc cũ nha các bạn, giắc sạc hư ha, mình bỏ nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy một cái giắc sạc mới nha các bạn. Giắc sạc mới ha. Mình thay vô nha các bạn. Thay đúng vị trí nha các bạn. Các bạn đặt á, các bạn đặt thứ nhất là các bạn lấy giắc sạc mới nha các bạn. Các bạn đỡ đúng vị trí cho mình nha. Các bạn ướm thử nha các bạn. Nè các bạn đỡ đúng vị trí nha các bạn. Sau các bạn bỏ vô thông vô nha các bạn. Các bạn bỏ vô thông vô mà khò mà các bạn đá chân một xíu là nó dính liền nha các bạn. Nó không, các bạn không cần phải làm gì ra nhiều đâu. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành thay giắc sạc mới vô nha các bạn. Đây giắc sạc cũ nữa các bạn. Rồi giắc sạc cũ nè, mình bỏ ra nha các bạn. Rồi đây giắc sạc mới nha các bạn. Trước khi làm á các bạn, nếu mà chân chì á nó thiếu thì các bạn đắp thêm nha. Còn đây mình thấy nó đẹp rồi, mình khỏi phải xi thêm chì. Các bạn nhớ nha các bạn, bỏ mở hàng vô cho mình nha. Cha miếng mở hàng cho phía dưới chân nè các bạn. Ok nha. Rồi tiếp theo á là các bạn đặt cái chân chì á, chân giắc sạc á đúng cái vị trí vừa ấy nha các bạn. Các bạn nhớ ướm đúng vị trí nha các bạn, đừng để lệch quá nha. Các bạn tiến hành lấy cái siêu nha các bạn. Cái siêu các bạn che lại nha. Che lại để cho nhiệt á, nó không tới làm quéo cái nút volume nè. Rồi, và là chúng ta tiến hành khò thôi mấy bạn, thay giắc sạc này nha. Cái khò. Khò nhớ đảo tay liên tục nha các bạn, giống như cái thao tác mà mình vừa lấy ra các bạn. Các bạn nhớ đá chân nha các bạn. Thấy chì nó lỏng lỏng cái các bạn đá chân để đẩy ra. Là tí nó chì nó tự bám vô nha các bạn. Mình có mình khò không cần phải làm gì hết đó. Gần được rồi nha bạn. Rồi chúng ta dỡ thử ra nha các bạn. Dỡ thử ra coi nó hàng được chưa nha các bạn. Nó gần được rồi nha các bạn. Dí chân nữa các bạn. Chân nó bám đều nha các bạn, cái hàng đúng vị trí nha các bạn. Đây còn hở chút xíu nữa các bạn. Đó các bạn, khò cho nó nóng nữa là cái chân sạc nè, nó sẽ bám vô cái man bo của cái chất sạc nha các bạn. Đây là gần được rồi nha các bạn. Và sau đây chúng ta tiến hành tiếp tục làm nha các bạn, khò ha. Rồi các bạn bắt đầu khò nha các bạn. Các bạn nhớ cho một cái mở hàng nha các bạn. Mở hàng bằng nhiều thông á. Các bạn cho vô mấy cái chân nha các bạn. Cái chân chì á. Rồi các bạn dùng một cái siêu ha, các bạn che lại nha các bạn. Che cái nút volume các bạn. Cái phần nào phần nhựa hoặc là linh kiện á, các bạn che sát nha các bạn. Rồi các bạn khò ha. Khò nó nóng một chút xíu là ok nha các bạn. Rồi. Các bạn nhớ đá chân nha các bạn, dùng cái nhíp á. Các bạn lấy nhíp các bạn đá chân coi. Đặt đúng vị trí nha các bạn.
làm rất nhanh nha các bạn. Rồi xong rồi các bạn, vậy xong nha các bạn, làm thay cái giắc sạc xong rồi nha các bạn, rất nhanh nha các bạn. Các bạn để nguồn một xíu nha. Rồi đây cái miếng siêu nha các bạn. Rồi các bạn lấy ra khỏi bò ha. Các bạn để cho nó nguội nha các bạn, thôi nó nóng nha các bạn. Rồi đây là các bạn, cái giắc sạc mình vừa thay nha các bạn. Ở trên đây nó còn dính mấy cái mỡ hàng nha các bạn. Các bạn lấy cho mình một ít bông gòn nha, với cái xăng thơm nha các bạn. Cứ để các bạn rửa bo hay chà nha. Và yêu cầu là với cái nút này không được hư nha các bạn. Bấm ok nha, bấm lại ok nha các bạn. Vẫn còn nảy nha các bạn, không ảnh hưởng nha các bạn. Tại vì các bạn hôm nay các bạn dùng cái siêu che á, che nên nó nhiệt á, nó không làm cháy cái lớp nhựa này các bạn. Là cái nút này ok nha các bạn, nảy ok nha, nó không bị kẹt phím hay gì nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ lấy một ít xăng thơm nha các bạn. Các bạn lấy xăng thơm ha, với ít bông gòn ha các bạn. Các bạn vệ sinh cái phần nhựa thông bên đây nè các bạn, mở hàng á cho nó sạch sẽ lại các bạn. Rồi mình chấm vô một ít xăng thơm nha các bạn, để rửa bo ha các bạn. Cái xăng rửa bo chấm một ít thôi nha các bạn, đừng nhiều quá nó chảy lung tô, nó chảy nó dơ lắm nha các bạn. À, các bạn rửa chè ha, chè sạch sẽ nha các bạn. Đây chè phía trên phía dưới nha các bạn, cái trước là cái chân nha các bạn. Là năm cái chân nè các bạn, chè sạch sẽ ha, rửa bo lại ha, cho nó nhựa mở hàng, cái mở hàng hay nhựa thông nó không bám nha các bạn. Rồi là ok nha các bạn, xong rồi nha, là cái giắc sạc này mình thay ok nha các bạn. Đây là đến công đoạn là test thử nha các bạn. Đây nhớ chà sạch sẽ nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ test nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng một cái cáp USB lúc nãy nha các bạn. Cái cổng micro USB nha các bạn. Còn nếu mà chưa các bạn nào xài cái cổng Lightning á, thì các bạn thay giắc sạc các bạn cũng cắm cái cổng Lightning vô nha các bạn. Cái này mà nó tại vì mình thay giắc sạc micro USB á, mình sẽ test cái micro USB nha các bạn. Rồi bạn cắm vô. Rồi các bạn thấy không, đèn nó sáng nha các bạn, ok nha. À, đèn nó sáng. Bây giờ mình đo điện áp nha các bạn, đo điện áp coi trên bơ pin nè các bạn. Các bạn có thể nhận thấy là mình không, lúc đầu á nó không có báo gì, lúc đầu có thể nó giắc sạc bị hư á, các bạn là các bạn không phải cần phải nha các bạn. Một khi các bạn đã cắm điện vô như vậy á mà nó báo đèn á là ok, cái cổng cái chân sạc DC 5V là chắc chắn là có, phải có nha các bạn, nó mới có sáng đèn led này nha các bạn. Thì thật mà các bạn hàng không vô không dính á, hoặc là nó bị hư lại các bạn, nó bị cháy hay gì á, là chắc chắn là nói chung là không tiếp xúc á cái chân năm DC 5V không vô á, là chắc chắn là cái đèn led này không sáng nha các bạn. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành đo nha các bạn, đo cái chân B cộng B trừ nha các bạn, coi điện áp có ra đúng yêu cầu không nha các bạn. Nó tầm khoảng 4.2V nha các bạn. Rồi mình cũng dùng cái thang đo nha các bạn, mình bật cái này 20V nha các bạn. À, mình đo điện áp ha, coi cái VA mở ra là có không nha các bạn. Giờ nếu các bạn không yên tâm thì các bạn cứ chấm vô nha các bạn. Đây là các bạn
một chân các bạn chạm chạm mát ở phía trên nè. Các bạn đo điện áp với cái chân sạc vừa rồi vừa thay nha các bạn, coi nó ra nhiêu nhau này. Các bạn thấy không, hai chân bìa, các bạn nhớ đo cho mình hai chân bìa nha, lấy ra 5.39 ohm nha các bạn là ok nha, là cái chân sạc lại okay, chứng tỏ là các bạn hàng dính ok nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đo cái chân bơ cộng nha các bạn, bơ cộng với bơ trừ nha các bạn, và coi điện áp cấp cho pin đó các bạn, coi nó ok không nha. Thì các bạn một chân các bạn kẹp mát cũng được nè, từ chân mát đó, nó chân mát chung nha các bạn. Rồi các bạn quê dương á, các bạn chấm vô bơ cộng nha các bạn, chấm bơ cộng là nó ra điện áp, các bạn thấy không, 42 không nè, cái này các bạn giữ nguyên cũng được đó các bạn. Đo trực tiếp nha, tại vì cái này các bạn yên tâm đó, nó không bị giật đâu, mà chủ yếu mình đo chính xác, đừng có chạm chân linh kiện, chân laser là nó không sao đó các bạn ạ. Rồi các bạn nhìn thấy chân bơ cộng không nha, mình chạm chân bơ cộng nha, các bạn thấy không, cái đồng hồ á, nếu mình focus nó cái đồng hồ đen, cái chân bơ cộng nữa các bạn. Nó ra là 4.29V nha các bạn, là ok nha các bạn. Cái điện áp này á, nó lớn hơn một xíu so với cái điện áp của pin nha các bạn. Bây giờ sạc ok nha, cái điện áp ra nè 4.29V nha các bạn. Bây giờ mình thay trong video này mình đã hướng dẫn các bạn thay xong nha các bạn, xong cái giắc sạc. Các bạn ở nhà có thể ở nhà tự thay một mình được nha các bạn, tự thay không cần phải đem ra tiệm nha. Cực pin này cái điện áp của nó là 3.7V nha các bạn. Cái điện áp ra nè các bạn, mình đo được 4.2V nha, là ok nha các bạn. Là video này mình đã hướng dẫn các bạn thay jack sạc cho cái tai nghe Bluetooth đó thành công nha các bạn. Các bạn có ý kiến hay thắc mắc hay có tư vấn về kỹ thuật á thì các bạn cứ viết lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha, chào các bạn.